Lúc đầu là tôi cứ nghĩ đơn giản, chắc đó là dấu hiệu của tuổi già. Già thì phải khó tính hơn, da dẻ không còn đẹp như trước nữa. Nhưng rồi càng để lâu, tôi lại càng xuất hiện thêm nhiều triệu chứng như bốc hỏa, những cơn nóng bừng bừng đổ lên mặt, vã mồ hôi đầm đìa, tối ngủ chập chờn, tâm trạng không được ổn định, nên cứ suốt ngày cứ gây chuyện với chồng con. Tôi có tâm sự với người bạn về triệu chứng khó chịu này, thì bạn tôi có giới thiệu cho tôi dùng thử bộ đôi Bilomeno của công ty dược phẩm Bilora. Bạn tôi cũng đang dùng thuốc này. Tôi đến trực tiếp trong phòng của Bilora để mua thuốc cho an tâm. Được biết trong bộ đôi dược thảo Bilomeno này giúp cân bằng estrogen, loại bỏ được mệt mỏi, những triệu chứng bốc hỏa, nóng bừng của tôi, nên tôi mua ngay. Sau khi uống được 2 tuần thì ngủ ngon giấc hơn, tình trạng bốc hỏa nóng bừng cũng giảm hẳn. Thấy có hiệu quả nên tôi tiếp tục đặt thêm một bộ nữa và kết hợp ăn uống nhiều rau xanh, tập thể dục thường xuyên. Tôi nhận thấy kết quả vô cùng hài lòng. Tinh thần của tôi lúc nào vui vẻ, lạc quan, không còn bốc hỏa nóng bừng, giấc ngủ ngon và sâu hơn. Tôi ngày càng yêu đời hơn, là phụ nữ tốt nhất là nên khỏe từ bên trong. Cảm ơn Bilora đã giúp tôi và người phụ nữ vượt qua giai đoạn mãn kinh một cách rất là nhẹ nhàng vào độ tuổi xế chiều này. Một lần nữa cảm ơn Bilora rất nhiều. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.